tức là tóm tắt 5 chương. Thế là chương thứ nhất là chúng ta ý thức rằng mỗi người chúng ta đều được mời gọi để nên thánh, và nên thánh bằng chính con người của chúng ta và hoàn cảnh riêng của mỗi cá nhân chúng ta. Đâu nào, mỗi người Chúa đều gọi nên thánh cả, anh, chị, ông, bà, và trong hoàn cảnh của chúng ta, bằng chính con người của chúng ta, chứ không phải là của người này người kia. Rồi hãy cẩn thận để không sa ngã vào thuyết ngộ đạo và thuyết Plato của thế giới hôm nay. Thứ ba, hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô, cụ thể qua việc sống 8 mối phúc thật. Thứ bốn, hãy kiên tâm và hiền lành, hãy sống vui và có tinh thần hài hước, hãy dũng cảm và nhiệt thành, hãy hiệp thông và hòa hợp trong cộng đoàn, hãy thường xuyên cầu nguyện. Cuối cùng, hãy sẵn sàng chiến đấu, tỉnh thức và biết phân định. Đó là cái tóm tắt của cái tổng huấn vui mừng và hân hoan của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hy vọng rằng trong 3 ngày qua khi chúng ta cùng học hỏi, chia sẻ thì chúng ta cảm nhận được ý thức hơn cái ơn gọi nên thánh của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng tìm thêm cái nguồn động lực, động viên để giúp cho chúng ta hăng say hơn trong việc nên thánh, và nghĩ rằng cái việc đó là có thể. Và chúng ta muốn, chúng ta hy vọng, chúng ta ao ước, và chúng ta bắt đầu trên cái con đường hành trình nên thánh đó. Và chúng ta kiên nhẫn với những yếu đuối, những cái vấp phạm của chính mình và của tha nhân, và từng bước chúng ta nên thánh cùng với nhau và cho nhau. Xin cảm ơn ông bà anh chị em. Con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới, đắm say tình người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui, tình Chúa lớn mãi giữa đời. Xin hãy ở cùng con từng ngày, xin đỡ nâng đời con từng ngày, xin đồng hành với con Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con,
để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui, tình Chúa.